À, với lại nó khi mà lạp xưởng mọi người à, nướng lên thơm lắm. Mình xài cái mình gọt vỏ xong cái mình bào ra vậy nè mọi người. Mình bào sợi nhuyễn ha. Đó, vậy nè. Loại xài này mọi người lựa loại xài mà xài mình ăn sống á. Chứ xoài có loại xoài mình chua quá bóp gỏi không có ngon rồi. Thì lạp xưởng á mình sẽ nướng nó ha, nướng cho nó thơm với lại khô nè, khô mình nướng như vậy này để mình bóp bóp chung nó. Xưởng mình nướng cho nó thơm chứ đừng có chiên 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 nó mỡ không à, với lại mình khi mình nướng nó thơm hơn cái mình chiên, nướng cho nó chảy mỡ này nó thơm. Nướng về cái lượng mỡ nó chảy bớt á, mọi người nướng cho nó thơm lên. Nướng cho lượng mỡ nó chảy bớt này. Lạp xưởng bây giờ mình sẽ sắt sắt mình sắt cho nó hình sợi nha mọi người, nóng lắm. Rồi cái lạp xưởng mình sắt sợi xong rồi ha, cái mình sẽ cho vô cùng với xài với lại khô nha. Khô nãy mình nướng rồi nè. Nướng cho nó thơm thì mình sẽ bóp. Bóp cho nó bể ra như vậy. Mình xé ra. Đó. Mình sẽ bẻ cho nó bãi bãi này như này. Rồi sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái lạp xưởng với khô vô hay mọi người. Trộn lên. Rồi ok ha. Cái mình sẽ cho một ít nước mắm. Nước mắm làm như vậy này. Đó, mình vớt tỏi với ớt bỏ lên. Nước mắm này mình sẽ cho một ít đường vô nha. Y như nước mắm mình ăn gỏi cuốn quên. Bò bía vậy. Cái mình sẽ cho trộn hết cái nguyên liệu vô, tại vì cái xài này nó chua rồi thì nước mắm phải ngọt ngọt thì nó mới hợp lý với cái này. Mà lạp xưởng thì nó có mỡ á, nó sẽ làm giảm cái độ chua của cái xài lại nên nó hợp lý chỗ đó đó. Còn khô thì nó hôm làm cho nó ngon vậy đó. Mình bóp vậy ha, trộn đều là thực tế là mọi người lấy cái tay á, trộn nó mới ngon, bóp cho nó thấm hết cái phần nguyên liệu này vô là được. Mọi người đừng cứ yên tâm đi, tại vì là xưởng này nè, khi mà nó nướng nó hôm lắm, nó chai nó chảy là bớt dầu à, bớt mỡ rồi nên khi mà mọi người ăn nó không bị gắt. Nó khác với khi mà mọi người chờ, chiên ha, chiên thì nó gắt dầu lắm. Đó. Rồi ok, cái này xong rồi. Nhìn nó xấu xấu vậy chứ ăn ngon lắm. Mọi người có hỏi làm heo nhưng mà làm lấy cái đầu bào á. Bào xoài kia này giống như bộ đầu bào này nè. Để mình lấy cho mọi người coi ha. Cái này không có xài, mình không có xài.
ít xài lắm. Đây là bào này nè, đầu bào này bào sợi đẹp lắm mà mình không, vậy nhưng mình không có sử dụng tới đó. Rồi cái mình cái để mình quay gần cho mọi người coi ha. Nên thì đã xong rồi, này mình quay gần cho mọi người coi ha. Cái này đơn giản vậy là làm, với lại nó khi mà lật xưởng mọi người nướng lên thơm lắm.